Kính chào quý vị và bà con. Dạnh áp thấp ở khu vực Nam Biển Đông và nhiễu động gió đông trên cao vẫn là hình thế gây mưa cho khu vực đất liền và cả trên biển. Trên đất liền, chiều và đêm nay, dự báo khu vực từ Hà Tĩnh trở xuống cho tới Bình Thuận vẫn sẽ tiếp tục có mưa rông. Vùng mưa lớn sẽ tập trung ở khu vực từ Hà Tĩnh trở xuống cho tới Quảng Ngãi, cục bộ có điểm mưa trên 100mm, mưa với cường suất lớn, nguy cơ cao xảy ra tình trạng lũ quét và sạt ở đất ở khu vực đồi núi và ta lui. Do có mưa nên nhiệt độ các thành phố chiều nay không cao. Từ Thanh Hóa trở xuống cho tới Huế, nhiệt độ phổ biến là từ 27 tới 32 độ C. Còn ở phía Nam, thành phố Đà Nẵng trở vào cho tới thành phố Phan Thiết thì nhiệt độ phổ biến là từ 30 cho tới 32 độ C. Trên biển, khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ trở xuống cho tới Cà Mau, chiều nay trời mưa rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra về lớp xoáy và gió giật mạnh cấp 7 cho tới cấp 8. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở khu vực này đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật. Với các tàu thuyền đánh bắt xa bờ cũng cần lưu tâm đến thời tiết xấu. Cảnh báo khu vực Bắc, Giữa và Nam Biển Đông, bao gồm hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đều có mưa rông kèm theo nguy cơ xuất hiện về lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 cho tới cấp 8. Riêng với khu vực Bắc Vĩnh Bắc Bộ, dự báo thời tiết tốt. Hôm nay ít mưa trời nắng, tầm nhìn xa thoáng rộng trên 10 km, gió đông bắc thổi đều cấp 4 đến cấp 5. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, chúng tôi sẽ liên tục mang đến những thông tin thời tiết mới nhất trong các bản tin tiếp theo.